siêu hot quý anh chị quý nhàng ạ. Khi mà mẫu Santa Fe 2024 form mới vừa về và không còn máy dầu thì chiếc xe này lại trở lên rất là hiếm và hot, rất là được săn đón nha quý anh chị quý nhàng nha. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe form từ cuối 21 đến đầu 24, máy dầu. Hiện tại bây giờ Santa Fe đã không còn máy dầu và chiếc xe này rất được săn đón. Sản xuất năm 2021, cuối 21, form mới, máy dầu, bản full, lăn bánh 3 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng hạng. Sơn zin gần như cả xe, lốp theo xe cả dàn. Hóa đơn xuất được gần 1 tỷ cho bác Lào về công ty, quá tuyệt vời. Đấy, tiết kiệm so với lại mua mới thời điểm đó chừng 500 triệu đồng. 500 triệu đồng quý anh chị quý nhà nhá. Mời quý anh chị quý nhà cùng quan sát tổng thành. Cuối năm 21 thì Santa Fe lại đổi form. Và chúng ta lưu ý này, mặt ca lăng, đèn, toàn bộ khu vực cản trước là khác nhau nhá, là nó thay đổi. Đấy, toàn bộ là chrome hết này, đèn mới này. Đó. Cảm biến quanh xe cam 360. Mâm cũng thay đổi thiết kế nhá quý anh chị quý nhà nhá. Xe này rất mới luôn quý anh chị quý nhà. Đầy đủ xi nhan gương, keyless go cánh cửa, cam 360, 3 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Rất đẹp đúng không ạ? Động cơ 2.2D, máy dầu, dẫn động 4 bánh. Rất đẹp. Cúp điện quý anh chị quý nhà nhá, phiên bản premium. Xe vừa mới về, chưa có sơn si hay là dọn dẹp hay đánh bóng gì cả. Thế nên là bên trong xe nó còn hơi bụi. Tất nhiên là em sẽ spa sạch sẽ trước khi bàn giao đến quý anh chị quý nhà. Đây là nó hot quá, thế nên là em quay xe mộc cho quý anh chị quý nhà xem, nhận định được chiếc xe nguyên bản mộc mạc nó như thế nào. Lốp rất dày quý anh chị quý nhà nhỉ. Lốp rất dày, 3 vạn như mới luôn. Ghế da căng mịn đẹp. Đây này. Đấy, nó còn những cái phần dơ cát bụi, những khe này về sẽ vệ sinh hết. Nhiều vị trí ly lông chưa bóc hết. Xe có rèm che chắn láng ở không gian riêng tư hàng ghế phía sau. Có cửa sổ trời toàn cảnh, cửa gió điều hòa ra hàng sau. Có thể điều chỉnh ghế phụ ở đây. Rất tuyệt vời. Thương hiệu loa là thương hiệu Harman Kardon nhé. Đóng cửa chắc lịch luôn. Keyless go cánh cửa. Cảnh báo va chạm, cảnh báo vượt trên gương. Đây. Xe sản xuất năm 2021, ghế tự động lùi về vị trí khi mà chúng ta tắt máy mở cửa xuống xe. Trình điện nhớ vị trí tại đây, gương kính một chạm. Xe này thì có cảnh báo chạy làn này. Đấy. Giữ làn này. Đấy, vô lăng này giữ làn này. Xét khoảng cách khi mà cruise control. Điều khiển giọng nói, kết nối điện thoại, rất nhiều tính năng. Đây. Xe máy lăn bánh có 32.984 cây nhá quý chị quý nhà nhá, full lịch sử bảo dưỡng hạng. Đấy, full lịch sử bảo dưỡng hạng. Đó, số bấm nhá. Đấy, số bấm này. Đó. Màn hình đằng sau này là màn hình digital quý chị quý nhà ạ. Đấy, khởi động CarPlay. Cam 360 quý anh chị quý nhàng ạ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Khu vực điều khiển điều hòa, gương kính sấy sưởi làm mát ghế, auto hold, sấy vô lăng. Đấy, rất nhiều chế độ chạy ở đây. Đó. Bản đồ là bản đồ Việt nhá. Đấy. Santa Fe. Ghế da rất đẹp luôn quý anh chị quý nhàng. Chiếc này quá mới và đẹp luôn nha quý anh chị quý nhàng nhá. Xe mộc vừa mới về.
đầy đủ cân bằng điện tử, cam 360. Em sẽ mở cái cabo lên cho mọi người xem. Đây, toàn bộ ốc hát keo chỉ khung sườn máy số là nguyên bản nhá, nguyên bản từng chi tiết luôn. Đấy, QC từ nhà sản xuất, chấm sơn còn nguyên nhá. Đây, nhìn đã thích chưa? Xe này xe mộc chưa dọn rửa gì. Xe mộc chưa dọn rửa gì. Đó, máy 2.2D, máy dầu. Đấy, rất đẹp luôn. Giá hiện tại chỉ có hơn 1 tỷ thôi quý anh chị, quý nhà hàng nhá. Quý anh chị, quý nhà hàng có nhu cầu quan tâm về chiếc Santa Fe máy dầu form mới sản xuất vào cuối năm 2021. Một chủ sử dụng từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng hãng 3 vạn km. Đấy, đẹp xuất sắc luôn nha quý anh chị, quý nhà hàng nhá. Lại xuất được hóa đơn cho công ty nữa. Hóa đơn xuất được gần 1 tỷ. Thì quý anh chị, quý nhà hàng liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại ghi dưới màn hình ạ. Xin được cảm ơn quý anh chị, quý nhà hàng đã theo dõi video.